Tiếp ông Takebe Tsutomu, Cố vấn đặc biệt Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật Việt vào chiều tối nay ngày 14 tháng 3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đề nghị với Nhật Bản nghiên cứu hợp tác dành vốn ODA thế hệ mới để triển khai trong thời gian nhanh nhất dự án đường sắt từ trung tâm Hà Nội tới khu công nghệ cao Hòa Lạc. Với tinh thần chân thành, tin cậy, hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mong ông Takebe tiếp tục góp phần cụ thể hóa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản với những dự án chương trình cụ thể trên các lĩnh vực như thúc đẩy hợp tác giáo dục, trong đó có nâng cấp trung tâm văn hóa và ngôn ngữ Nhật Bản tại Trường Đại học Hạ Long thành trung tâm nghiên cứu về Nhật Bản, nâng tầm Đại học Việt-Nhật với chất lượng đào tạo ngày càng cao và mở thêm khoa đào tạo kỹ sư bán dẫn tại đây, tăng cường hợp tác với Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia Việt Nam, đồng thời thúc đẩy các các địa phương trên các lĩnh vực đầu tư, thương mại, du lịch, thúc đẩy hợp tác đào tạo nguồn nhân lực giữa hai nước, cải thiện điều kiện làm việc, lao động, chất lượng cuộc sống cho thực tập sinh, lao động Việt Nam làm việc tại Nhật Bản, thúc đẩy các dự án trong khuôn khổ ZETP và giải quyết các vấn đề liên quan đến dự án lọc hóa dầu nghi sơn. Nhất trí cao với các ý kiến của Thủ tướng, ông TKB Tsutomu khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm và ủng hộ thúc đẩy hợp tác với Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực với nhiều dư địa hợp tác mà Thủ tướng đã đề cập tích cực góp gió thành bão để đưa quan hệ hai nước phát triển hơn nữa. Ông trao đổi đề xuất về một số biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam Nhật Bản, đặc biệt là xây dựng một hệ sinh thái để hỗ trợ hợp tác đào tạo, phát triển nhân lực, trong đó có việc phát triển trường đại học Việt Nhật và trung tâm văn hóa ngôn ngữ Nhật Bản tại đây, thúc đẩy các hoạt động hợp tác du lịch học đường, đào tạo thực tập sinh, hợp tác lao động.